Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm ngày 23 tháng 5 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ chiều nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục trong xuống suy giảm với tỷ lệ giảm là 0,23% sau khi đã có một phiên giảm rất mạnh trong đêm qua theo giờ Việt Nam, hiện tại đứng quanh vùng giá 2.373 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ, giao dịch ở mức 104,88 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cho xuống giảm đứng ở mức 69.400 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4,425% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô cho xuống giảm đứng ở mức 76,98 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đã giảm tới gần 53 đô la Mỹ trên một ounce, xuống giao dịch quanh vùng giá 2.360 đô la Mỹ trên một ounce trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam. Giá vàng trên thị trường thế giới giảm khi mà cục dự trữ liên bang Mỹ Fed phát đi tín hiệu diều hâu về chính sách tiền tệ, mặc dù chính sách tiền tệ của Mỹ đã trở thành yếu tố thứ yếu trên thị trường vàng. Nhưng lạm phát dai dẳng đã tạo ra một số áp lực bán thêm vì nó có thể khiến Fed tăng thêm lãi suất. Trong những ngày gần đây, các thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ đã nói rằng mặc dù họ chưa sẵn sàng cắt giảm lãi suất vì lạm phát vẫn còn tăng cao, nhưng họ cũng không tìm cách tăng lãi suất. Tuy nhiên, biên bản của họp cho thấy khả năng xảy ra một đợt tăng lãi suất khác là có thể. Biên bản cho biết rằng nhiều người tham gia đã đề cập đến việc sẵn sàng thắt chặt chính sách hơn nữa nếu rủi ro lạm phát vẫn xảy ra, khiến Fed cảm thấy điều này là phù hợp. Biên bản phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng khi giá tiêu dùng không đạt được tiến triển tốt hơn trong việc quay trở lại mục tiêu 2%, áp lực bán của vàng càng tăng khi mức hỗ trợ 2.400 đô la Mỹ trên một ounce bị phá vỡ. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay, giá vàng trong nước có nơi giảm tới hơn 1 triệu đồng trên một lượng và tuột ngưỡng 90 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra, xuống mức thấp nhất trong vòng một tuần qua. Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNC, niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào mức 87,7 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 89,7 triệu đồng trên một lượng, giảm 1,2 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào và giảm 800.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua. Với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang mua vào mức 87,8 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 89,8 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn cuối ngày hôm qua là 1,1 triệu đồng cho mỗi lượng. Cùng với xuống này, tại công ty Bảo Tín Minh Châu giảm xuống 87,85 triệu đồng trên một lượng mua vào, 89,5 triệu đồng trên một lượng bán ra, mức giá hiện nay thấp nhất kể từ ngày 15 tháng 5. Như vậy, so với mức giá đỉnh lịch sử là 92,4 triệu đồng trên một lượng ghi nhận hôm mùng 10 tháng 5, giá vàng hiện tại giảm tới gần 3 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng nhẫn giảm ít hơn, phổ biến trong khoảng từ 500 đến 600.000 đồng trên một lượng mua vào, 500 đến 700.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Hiện tại, giao dịch phổ biến ở mức 75,15 triệu đồng trên một lượng cho đến 75,62 triệu đồng trên một lượng mua vào, 76,8 cho đến 77,12 triệu đồng trên một lượng bán ra. Nếu như biên độ mua bán của giá vàng nhẫn phổ biến trong khoảng từ 1,5 đến 1,65 triệu đồng trên một lượng thì giá vàng miếng lại ở mức 1,65 cho đến 2 triệu đồng trên một lượng. Và cũng trong sáng ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng miếng phiên thứ 9 với khối lượng vẫn là 16.800 lượng và giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 88,9 triệu đồng trên một lượng. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin này. Còn đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ ngân hàng thương mại mua vào mức 25.240 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.470 đồng trên đô la Mỹ, tăng nhẹ 4 đồng trên đô la Mỹ ở cả hai chiều so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.650 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.740 đồng trên đô la Mỹ, tạm thời thì cũng chưa có thay đổi về giá so với giá ngày hôm qua. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng mua vào 8.780.000, bán ra 8.980.000, giảm 1.100.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Hay là giảm 110.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại dao động ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ.
SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 8.780.000, bán ra 8.980.000, giảm 110.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.780.000, bán ra 8.960.000, giảm 110.000 ở chiều mua, giảm 90.000 ở chiều bán. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 8.770.000, bán ra 8.970.000, giảm 120.000 ở chiều mua, 80.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 8.780.000, bán ra 8.950.000, giảm 90.000 ở chiều mua, giảm 100.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.785.000, bán ra 8.950.000, giảm 110.000 ở chiều mua vào, 100.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 8.890.000, bán ra 8.980.000, giảm 60.000 ở chiều mua, 70.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8.780.000, bán ra 8.980.000, giảm 70.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Ngân hàng TP Gold mua vào 8.780.000, bán ra 8.960.000, giảm 110.000 ở chiều mua, 90.000 ở chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8.800.000, bán ra 9 triệu, giảm 90.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì vẫn duy trì đà giảm, giảm 1.100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 110.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8.780.000, bán ra 8.980.000. SJC Huế mua vào 8.780.000, bán ra 8.980.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.780.000, bán ra 8.980.000. SJC Bạc Liêu mua vào 8.780.000, bán ra 8.980.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.780.000, bán ra 8.980.000. Cuối cùng là giá nhận được số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác hiện tại vẫn duy trì đà giảm khá mạnh và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.520.000, bán ra 7.680.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.500.000, bán ra 7.600.000. Vàng 24K mua vào 7.324,8.000, bán ra 7.524,8.000. Vàng 18K mua vào 5.465,6.000, bán ra 5.715,6.000. Vàng 14K mua vào 4.196,2.000, bán ra 4.446,2.000. Vàng 10K mua vào 2.934,5.000, bán ra 3.184,5 nghìn. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.562 nghìn, bán ra 7.712 nghìn, giảm 50 nghìn ở chiều mua vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.